Yo, xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của tôi, và tôi là Tô Mỡ đây. Cái thế giới Mobile Legends mà chúng ta đang chơi, chúng ta đang sinh hoạt trong đó, nó giống như là một cái xã hội thu nhỏ vậy anh em ạ. Cũng có người tốt này, người kia, và đặc biệt là những cái cá nhân kiệt xuất. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ không thể thiếu những cái thành phần troll làm cho game trở nên thú vị hơn rồi. Nói chung là tốt xấu có đủ cả. Vậy, có bao giờ anh em tự hỏi rằng mình thuộc kiểu người nào ở trong Mobile Legends không? Ngày hôm nay, mợ tôi xin được mời anh em khám phá ra 7 kiểu game thủ phổ biến nhất ở trong Mobile Legends mà tôi đã tổng hợp được. Nếu như anh em nào cảm thấy bản thân mình thuộc cái loại nào dưới đây thì hãy đừng ngần ngại mà comment bên dưới video clip nhé. Vì dù tốt hay xấu thì cũng chẳng sao cả đâu. Bởi vì game không thể hiện con người của chúng ta đâu, mà nó chỉ cho thấy một phần nào tính cách của bản thân con người chúng ta mà thôi. Ok, chúng ta sẽ cùng đi ngay vào cái clip nào. Cái thể loại người chơi đầu tiên mà mợ muốn đề cập đến trong video clip này đó chính là những người chơi noob, gà, hay còn có cái tên Việt hóa thân thiện hơn là những người mới chơi. Chính xác là như vậy, đa phần những người mới chơi là những người có kiến thức rất là ít và chưa chơi nhiều về Mobile Legends. Do đó, kỹ năng và trình độ của những cái người thuộc dạng này chỉ dừng ở mức cơ bản mà thôi. Khi đối đầu với những người chơi giỏi hơn, không thể hiện được nhiều, gặp mấy ông cục tính thì toàn bị chửi là nob anh em ạ. Thi thoảng, thuật ngữ này cũng được dùng để ám chỉ một người chơi nào đó đánh không được hay hoặc chết quá nhiều, tức là trở thành feeder trong một trận đấu. Ở đây, tôi chỉ đề cập đến những cái người chơi noob thật sự mà thôi. Thì cá nhân tôi thấy những cái người chơi này thường rất ít cay cú và chơi game khá là hòa đồng, bởi họ chưa hiểu được về game nhiều nên có vẻ như là máu ăn thua nó chưa tới, nó chưa có. Thắng thì bình thường, thua thì nhẹ tựa lông hồng, thích thì làm game mới. Đấy là ưu điểm anh em ạ. Còn nhược thì chúng ta có thể thấy rõ rồi, vì không có máu ăn thua cho nên cái khả năng cố gắng để giành chiến thắng trong một trận đấu Mobile Legends là hơi ít. Bên cạnh đó, kỹ năng của người chơi này còn khá là yếu, chưa biết tính toán và suy nghĩ trong nhiều trường hợp nên vẫn còn lẹt đẹt ở các cấp rank thấp như là cao thủ hay là đại cao thủ. Cái kiểu người chơi thứ hai ở đây mà tôi phải đề cập ngay đến cho anh em, vì cái kiểu này là kiểu người mà tôi rất là thích, mà tôi biết chắc rằng đa phần nhiều anh em cũng như vậy, đấy là kiểu tay to gánh team. Những cái người này thì thuộc dạng nói ít làm nhiều anh em ạ. Họ đa phần sẽ sử dụng những cái vị tướng có thiên hướng áp đặt thế trận hơn là phụ thuộc vào đồng đội, và chính họ sẽ mang đồng đội đến với chiến thắng của mình. Tức là có họ ở trong team ý, thì khả năng chiến thắng gần như là nắm chắc rồi anh em ạ. Những cái người chơi như thế này ý, thì tự tin họ có thừa, nhưng đa phần là ít nói, không kiêu căng. À thật ra cũng có kiêu căng đấy, nhưng mà ít lắm anh em ạ. Và vào game thì họ ít khi quan tâm đến đồng đội mình thể hiện ra sao, bởi họ có mục đích cả rồi. Và chỉ cần đến cái thời điểm chín muồi, ví dụ như là đạt level 4 có chiêu cuối này, hay có đủ những cái trang bị chính là họ bung ra thôi, vác cả bốn ông đồng minh trên vai, hai ông ở mỗi tay, và quét sạch cả team bạn luôn. Chúng ta có thể khoanh vùng những cái người chơi giỏi, những cái tay to gánh team ở đây, đó chính là những cái người chơi ở top của xếp hạng hoặc là những cái game thủ chuyên nghiệp đấu giải. Đa phần những cái người chơi thuộc dạng này rất hiểu về game rồi, kỹ năng rất cao và cái phản xạ trong game nó kiểu như ăn vào máu ấy anh em, nó thành thói quen hết rồi. Nói chung là hoàn hảo. Điểm yếu có khá ít, trừ khi đồng đội không hiểu ý hoặc đồng đội quá thọt là họ không gánh nổi thôi. Cái kiểu người chơi thứ ba ở đây, đấy chính là boy một tướng. Mấy ông thuộc cái kiểu này thì nhiều lắm anh em ạ. Tôi cũng gần thành như thế rồi hay sao ấy, bởi vì tôi nghiện con Karina quá anh em ạ, mà kiểu nghiện đến mức không có điểm dừng luôn. Bởi tôi cảm giác những cái gì mà chuẩn bị nói ra đây giống tôi vãi cả trường. Đây nhá, từ lúc làm quay đến Mobile Legends, những cái người chơi này chỉ chơi duy nhất có đúng một con tướng mà thôi. Thậm chí số trận chơi con tướng này còn lên cả trăm, cả ngàn trận luôn. Thông thạo thì đã mở rồi, thậm chí là đạt top Việt Nam, đạt top thế giới luôn. Mà cái quan trọng ở đây là chơi mãi không chán cơ. Trận nào cũng pick như kiểu như mới lần đầu chơi vị tướng nó vậy. Cảm giác như mới luôn anh em ạ, trung thủy vãi cả đạn. Khi mà nhắc đến những cái người chơi dạng này, tôi có thể khẳng định với anh em, cái vị tướng mà ông bà đấy xài ít cũng phải gần full skin, full trang phục, hoặc là có những cái trang phục đắt tiền của con tướng đó rồi. Và cái gì thì không biết, chứ tất cả những gì xoay quanh những vị tướng đó thì đều biết hết sạch. Về ưu điểm của những người chơi này, đó là nếu được chọn và được cho phép chơi cái vị tướng tủ của mình thì cũng có thể trở thành tay to để gánh team đấy. Nhưng nếu không được pick, hoặc bị đồng đội pick mất, hoặc bị team bạn pick mất, thì sẵn sàng pick con khác để phá game, đi chôn hay AFK bỏ luôn game đó. Dĩ nhiên mình không nói tất cả, cũng có người đánh hết sức nhưng khó bung ra được 100% sức mạnh của họ như lúc họ cầm tướng tủ lắm anh em ạ. Cái loại người chơi thứ tư mà tôi muốn chia sẻ đến cho anh em ở đây, đấy chính là kiểu người chơi thuộc dạng nhà thông thái. Loại này thì bá đạo về mặt lý thuyết lắm, tức là họ hiểu rõ cơ chế từng kỹ năng của hầu hết tất cả các vị tướng ở trong Mobile Legends hoạt động ra sao và phối hợp với nhau như thế nào. Rồi thì các loại bug này hay là các loại trick
những cái loại nào gọi là hot hot cũng không thể qua mặt được kiểu người chơi này. Ngay cả đến cốt truyện của từng vị tướng cũng biết khá là rõ, hay là những cái mối quan hệ của kiểu Hanabi, Kagura với Hayabusa này, hay là Leslie, Guinevere với Gilson, Lancelot với Odette. Những cái kiểu người chơi như thế này thì thường ít có tướng tủ và sẽ chơi theo kiểu tùy hứng anh em ạ. Hôm nay Hà Nội 39 độ, hơi nóng nên chơi em nào nó mát mẻ thôi. Chắc là có thể chơi mấy em loli như Nana nhìn cho đỡ ngốt, đỡ nóng như kiểu Leslie anh em ạ. Tôi nói vui thôi, chứ điểm mạnh của kiểu người chơi này là hiểu biết rõ các vị tướng ở trong Mobile Legends và có khả năng chém gió thành bão nếu gặp điều kiện thời tiết thuận lợi. Nhưng do dành thời gian tìm hiểu quá là nhiều nên có một cái nhược điểm dễ thấy ở đây, đó là kỹ năng của những cái người chơi thuộc dạng này không quá là cao. Do nhạc nào cũng nhảy, cái gì cũng biết mà anh em. Muốn giỏi nhanh, chúng ta chỉ nên gắn bó với một vị tướng hoặc một vai trò mà thôi nhá. Cái kiểu người chơi thứ 5, một cái kiểu người chơi gọi là rất được yêu thích ở trong Mobile Legends ở đây, đấy chính là kiểu người chơi mãi là anh em. Luôn luôn đủ gần như tất cả các vai trò tướng trong Mobile Legends để sẵn sàng nhường đồng đội chơi vị trí họ muốn. Luôn luôn đi cùng, tham gia giao tranh cùng đồng đội. Vai trò chính của họ thường là tanker, hỗ trợ để sẵn sàng xả thân cứu bạn. Mãi là anh em đấy các ông ạ. Kiểu người chơi này thì tôi khá là thích chơi cùng thứ hai sau mấy ông gánh team. Đơn giản là những cái người chơi thuộc tuyếp này có thiên hướng chơi hỗ trợ đồng đội cao lắm, rất chịu khó nhường nhịn, đào đường này, hỗ trợ ăn rừng này, hỗ trợ ăn rùa này, hỗ trợ ăn lót luôn. Nói chung là gọi phát là ra ngay. Ui, những cái cá nhân thuộc cái thể loại này là rất đáng tuyên dương và cần được nhân giống anh em ạ. Tuy nhiên, kỹ năng của những người chơi đồng đội thì đánh giá của tôi thấy là không quá cao và bị một cái đó là hình như là cái này chắc là số ít thôi, là ngại vào đấu xếp hạng một mình nếu như không có đồng đội và chơi cùng. Cái này tôi không biết anh em có bị không, nhưng mà những cái người mà tôi chơi cùng ấy, những cái người chơi rất là đồng đội thì thường bị là như vậy. Cái kiểu thứ 6, cái kiểu này tôi liệt vào ở cuối cùng vì cái số lượng người thuộc dạng này không nhiều ở trong Mobile Legends, đó là những người chơi ở cấp rank cao ngất như thần thoại vài trăm sao, thậm chí là đã lọt vào top Việt Nam của một số vị tướng với chỉ số win rate xanh chín rồi, khiến cho bao nhiêu người khác chỉ cần thấy họ sâu ra điểm thông thạo tướng là nhường ngay. Tuy nhiên, hơi tiếc là những cái chỉ số đó, cấp độ đó không phải là do tự bản thân họ có mà được. Tức là những cái chỉ số đó, những cái cấp độ đó là họ nhờ người khác cày mà có. Cái nguyên nhân của cái vấn đề này nó đến từ nhiều lý do lắm. Có thể là do bản thân người chơi đó không có quá nhiều thời gian, còn bận đi làm, còn bận đi học và muốn một lần thử trải nghiệm kỹ năng ở rank cao xem có ít chôn không. Cơ mà thường, chính bản thân họ đã trở thành kẻ chôn đồng đội bởi kỹ năng không cùng đẳng cấp. Những cái người chơi này thì thường đặc điểm nhận ra ở đây là không mấy chơi solo hay là rank một mình đâu, vì họ khá là ngại việc để thua. Họ thường sẽ chờ đồng đội hay là bạn bè mình online và chơi cùng để mà còn được gánh. Dĩ nhiên rằng kiểu người chơi này mỡ tôi thấy không hề xấu, bởi tôi đã từng gặp rất nhiều người chơi kiểu như này. Họ biết rằng vào game họ sẽ fit, cho nên họ sẽ thường nói ở đầu trận, ví dụ như là sorry ông, cái con tớ này tôi chơi không thuận tay cho nên sẽ fit, mong anh em thông cảm. Đó, và mỗi khi làm sai thì họ thường sử dụng cái phần chat nhanh để họ xin lỗi ạ. Và rõ ràng là tôi có thể nhận thấy ở đây, so với AFK và kiểu người chơi cuối cùng ở trong danh sách mà tôi sắp đề cập đến đây, thì cái kiểu người chơi nhờ cái thuê này vẫn còn tốt chán. Và cái kiểu người chơi cuối cùng không những trẻ mà còn trâu, đây chính là kiểu người cuối cùng mà tôi muốn đề cập đến cho anh em ở trong video clip này. Những cái thanh niên trẻ trâu, đây là những cái người cực kỳ nóng tính, hở ra có cái gì mà không làm vừa lòng là hắn chửi. Hắn chửi tất, không cho bùa cũng chửi này, thấy đồng đội chết ở lane khác cũng chửi, bị giết tiếp tục chửi, giao tranh thắng nhưng không ăn được mạng càng chửi, thậm chí chửi đồng đội không đủ, bật chat ôn lên chửi cả team địch trong lòng máu. Đến khi mà thắng rồi á, thậm chí nhà team địch gần nổ rồi cũng dáng mà chat lên mấy dòng kiểu chúng mày tuổi lũ gà ô cho bla 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 bla. Tôi nghĩ cái số lượng trẻ trâu này ở trong Mobile Legends không hề ít đâu anh em ạ. À, đương nhiên không phải trẻ trâu nào cũng xấu, có những cái trẻ trâu mà trình độ của người ta thực sự cao anh em ạ, chỉ là cái tính cách của người ta như vậy thôi. Nhưng đôi khi trong một trận đấu Mobile Legends chúng ta rất cần những cái thành phần như thế này anh em ạ, bởi họ cũng là một trong những cái người chơi có lối đánh rất là hổ báo, lao lên đầu chửi cũng là một cách áp đặt tâm lý lên đối phương mà anh em. Cơ mà dù gì thì đây cũng là một cái điều không hay, cho nên anh em nào thuộc cái dạng này thì bớt lại nha, để cho cộng đồng Mobile Legends Việt Nam còn phát triển nữa chứ.
Và trên đây là 7 cái kiểu người chơi phổ biến ở trong Mobile Legends mà mình đã tìm hiểu được và mình muốn chia sẻ đến cho anh em. Nếu như anh em thuộc một trong 7 kiểu người chơi này thì hãy để lại comment ở bên dưới video clip nhá. Nếu như anh em nào thấy mình gọi là thuộc kiểu thứ 8 hay kiểu thứ 9 đi, nó khác bò so với những người chơi còn lại, thì vẫn cứ hãy comment và chúng ta sẽ cùng thảo luận thật nhiều hơn. Và video clip của tôi đến đây là kết thúc rồi. Nếu như anh em thấy video clip này hay và bổ ích, hãy để lại cho tôi một like, một subscribe, đăng ký kênh cũng như chia sẻ để giúp cho những người chơi khác, những cái anh em khác nhận ra được mình là kiểu người chơi nào trong Mobile Legends nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Bye.